Ngày 14 tháng 3 năm 2024, Hòa thượng Bơm Duân đã đến thăm Chư Tôn Đức lãnh đạo văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trước khi đoàn trở về Hàn Quốc. Đại diện đón tiếp phái đoàn có Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng 2 Trung ương, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thư ký, Hội đồng Trị sự, Phó Chánh văn phòng 2 Trung ương, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh văn phòng 2 Trung ương, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Ban Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Đại đức Châu Hoài Thái, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh văn phòng 2 Trung ương Giáo hội và Chư Tôn Đức văn phòng 2 Trung ương tham dự. Tại buổi thăm và làm việc, Hòa thượng Bơm Duân, Chủ tịch Tịnh độ Hội Phật giáo Hàn Quốc bày tỏ lòng biết ơn và hoan hỷ với sự đón tiếp nồng hậu của tăng ni và Phật tử Việt Nam tại những nơi mà Hòa thượng và đoàn đã đến thăm. Địa điểm đầu tiên đoàn đến thăm là lớp cao trung cấp giảng sư thuộc Ban Hoằng Pháp Trung ương tại chùa Hòa Khánh, quận Bình Thạnh, chùa Hoằng Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, vào ngày 12 tháng 3, đoàn cũng đã đến thăm Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Dương tại chùa Hội Khánh và trường Phật học tỉnh Bình Dương. Ngày đặc biệt ấn tượng với chuyến thăm nhằm vấn an sức khỏe của Hòa thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Quốc Ân Khải Tường, một ngôi chùa rất đẹp và mang cái tên đầy ý nghĩa về lòng biết ơn đối với quốc gia, cũng như ấn tượng với chuyến thăm Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây cũng chính là địa điểm mà Phật giáo Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức đại lễ Vê Sắc trong năm tới 2025. Thượng tọa Thích Phước Nguyên bày tỏ niềm vinh dự khi được Hòa thượng Bơm Duân cùng Chư Tôn Đức đồng phái đoàn Tịnh độ Tông Phật giáo Hàn Quốc đảm đến thăm Việt Nam. Càng vinh dự hơn khi Ngài là một bậc tôn túc đạo hạnh đã có nhiều đóng góp cho Phật giáo và được đất nước Hàn Quốc ghi nhận. Thượng tọa Chánh văn phòng 2 Trung ương cũng gửi lời chúc sức khỏe và tri ân đến đoàn đã nhận lời đến thăm Việt Nam trong những ngày qua và dành tình cảm yêu mến con người để đất nước Việt Nam, đặc biệt là Phật giáo Việt Nam. Tại đây, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn giới thiệu về tổ chức hành chính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đứng đầu làm Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự. Theo đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam có hai trụ sở chính, văn phòng 1 tại Hà Nội và văn phòng 2 được đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội chịu trách nhiệm điều hành công tác Phật sự của 32 tỉnh thành khu vực phía Nam. Theo mong muốn của Hòa thượng, Chủ tịch Tịnh độ Hội Phật giáo Hàn Quốc cùng các thành viên trong đoàn được biết thêm về các sinh hoạt và tinh thần tu tập của Phật tử Việt Nam. Chư Tôn Đức lãnh đạo văn phòng 2 Trung ương cũng chia sẻ thêm về những nét văn hóa tinh thần của Phật tử Việt Nam, đồng thời cũng tri ân đến sự quan tâm của Hòa thượng Bơm Duân đã luôn quan tâm và tạo điều kiện cho cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc tu học Phật pháp. Giáo hội Phật giáo Việt Nam hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm của Hòa thượng làm điểm tựa tinh thần tâm linh quan trọng, quý báu cho người Việt Nam xa quê và đặc biệt là cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc. Hòa thượng Bơm Duân cũng có lời mời trịnh trọng đến Chư Tôn Đức lãnh đạo văn phòng 2 Trung ương sẽ tham gia đại lễ cầu nguyện quốc thái dân an tại đất nước Hàn Quốc trong thời gian tới. Hòa thượng cho biết đây là một trong những sự kiện trọng đại của Phật giáo Hàn Quốc, có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao của chính phủ và những người có tầm ảnh hưởng. Cũng trong buổi làm việc, Thượng tọa Thích Nhật Từ cũng chia sẻ về công tác chuẩn bị cho sự kiện đại lễ Vê Sắc sẽ diễn ra tại Việt Nam vào tháng 4 năm 2025 và có lời đề nghị đại diện Phật giáo Hàn Quốc đã tham gia một tiết mục văn nghệ biểu diễn trong chương trình đại lễ để giới thiệu về văn hóa Phật giáo của đất nước mình. Buổi thăm hỏi đã diễn ra trong không khí thân tình và kết thúc trong niềm hoan hỷ. Một lần nữa, Hòa thượng Bơm Duân tri ân sự quan tâm sâu sắc và lời mời của Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong chuyến đi ý nghĩa này. Hòa thượng mong muốn Phật giáo giữa hai nước sẽ luôn thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp này và giao lưu nhiều hơn nữa thông qua các khóa tu học và sự kiện về văn hóa Phật giáo.